Đất núi Mường Khương, phần 13. Đại loại lời đồng chí trinh sát báo cáo về Xì Xám Màu là như vậy. Chỉ huy trưởng Sơn cười, có khi lại thủng lưới bởi cái tốt, cái sống chí tình của thằng này đây. Các cậu có biết không, cây lúa quá tốt thường lại là cây lúa xấu nhất. Sau khi ra chiêu đãi sở thăm cô quân y, em chiến sĩ Bình về, Sơn thống nhất nhận định với các chiến sĩ trinh sát. Ta loại trừ khả năng Phương Lâm lên tìm người đã cứu anh nó, bởi vì suốt những ngày chiến đấu, Màu không hề cứu chữa ai, không tiếp xúc với một đơn vị bộ đội nào. Thưa đồng chí chỉ huy trưởng, thế thì tại sao Phương Lâm không mò lên bản Mía Ngọt để gặp ngay Xì Xám Màu? Nếu tôi là nó thì tôi cũng không vội vào ngay. Theo tôi, bây giờ ta thử rung để xem nó có động không. Bởi cây rừng có động, thú dữ ẩn nấp mới lộ mặt ra. Thực hiện ý đồ đó, vào một buổi sáng trước phiên chợ, chiến sĩ Bình kéo cô em gái vào phòng riêng. Anh nói nhỏ, vẻ rất quan trọng: Phương Lâm à, thật đáng buồn, em không gặp Mai rồi. Anh nói sao? Cô gái trố mắt nhìn Bình. Người em cần tìm gặp đã bị bắt. Anh nói sao? Ai bị bắt? Xì Xám Màu. Anh ấy nói hắn ta đâu là gián điệp của Trung Quốc cải sang, hắn giả làm người tốt để giấu mặt. Bình nói như vô tình, thái độ anh hờ hững. Nét mặt Phương Lâm đang hồng tươi hớn hở bỗng tái đi. Đôi mắt sắc sảo của cô sập xuống, vẻ lúng túng lộ rõ trên nét mặt. Nhưng cô trấn tĩnh lại và nở một nụ cười mơ hồ. Thế à anh? Nghe nói Màu đã khai ra là hắn có liên hệ với những ai ở tận đâu đâu nữa cơ. Tôi nghe nói nó giữ địa vị quan trọng trong đám gián điệp của Trung Quốc đấy. Nói xong Bình đi ra. Cô gái nhìn theo, rồi cô nhìn ra con đường mòn như sợi chỉ vàng vắt qua dốc núi. Đôi môi cô mím chặt, nét mặt cô rắn rành lại như muốn hạ một quyết định táo bạo. Phiên chợ tan, từng đoàn người Hơ Mông, người Dao, người Pa Dí đuổi ngựa thô hàng tàn về các ngả núi. Rồi giờ ăn cơm đến, ở nhà chiêu đãi sở không thấy có thiếu úy Phương Lâm xuất hiện nữa. Cô bỏ lại cái túi du lịch giả ra, trong túi có bộ quân phục, có mớ tóc giả, đôi quân hàm và giấy chứng nhận là thiếu úy quân y bị mất cắp ba lô. Tối mịt, đội tuần tra báo tin về khu biên phòng đã bắt được Phương Lâm mặc bộ quần áo người Hoa, trong lúc đang tìm đường vượt biên sang bên kia. Trong người có một khẩu súng K54. Chỉ huy trưởng Sơn ra lệnh cho đội tuần tra đưa ngay cô gái về khu biên phòng. Cô gái được đưa vào một phòng rộng. Sơn đã ngồi chờ từ lâu. Anh chỉ trên chiếc ghế thông: Chị tên gì? Chị ở đâu tới đây? Thưa anh. Cô gái nhoẻn miệng cười và mở to cặp mắt nhìn Sơn. Không, chị phải gọi tôi bằng ông. Chị là kẻ có tội. Chị khai hết đi. Đó là lời khuyên thật lòng của tôi. Bởi vì dù chị có giấu quanh cũng không thể được, vì người chị muốn gặp đã bị bắt và đã khai nhiều điều với chúng tôi. Thưa ông, tên tôi là Tú Anh. Chị là người Hoa? Thưa vâng, tôi là người Hoa. Chị lên đây làm gì? Thưa ông, tôi định lên tìm gặp người Hoa ở đây. Tên người Hoa chị cần gặp là gì? Thưa ông, đó là ông Màu, Xì Xám Màu ạ. Thế tại sao chị lại bỏ chạy sang bên kia biên giới? Thưa ông, nghe nói các ông đã bắt ông đó, tôi sợ bị lộ. Chị gặp ông Màu để làm gì? Thưa ông chỉ huy, ở dưới đó có người sai tôi lên đây tìm ông Màu để yêu cầu báo về bên kia là những người Hoa từ chợ lớn theo lệnh của Sứ quán Trung Quốc ra Hà Nội để phối hợp hành động chống chính quyền Việt Nam đã bị bắt gần hết. Mọi việc bị tan vỡ cả, các đường dây liên lạc về bên ấy bị đứt và không vào được sứ quán nữa. Họ muốn yêu cầu ông Màu là cấp trên của họ nằm lại đây để giúp họ chạy về nước hoặc xin chỉ thị hành động của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Kiểu ủy bên ấy truyền cho họ. Được rồi, tôi ghi nhận lời khai của chị. Chị hãy viết lại rõ ràng những lời khai đó. Chị viết tên tuổi, những ai đã sai lên đây, hiện họ ở đâu. Theo chị biết thì còn khoảng bao nhiêu người từ chợ lớn đang lẩn trốn. Chúng đang trốn ở đâu? Sơn đưa cho Tú Anh cả xếp giấy và cái bút. Trên đầu núi Pau Pinh đã tờ mờ, vầng sáng màu mỡ gà mới bằng cái nón. Tần Quang Vân và Ma Quang Dín đi về phía biên giới sáng rõ. Vân đứng lại. Vân nhìn cổ đôi bít tất trắng, nhìn cán chiếc ô, nhìn sợi chỉ đen cột ở cổ tay phải của mình. Anh quay sang nhìn những thứ đó của Dín. Tay Dín xách thêm vài cái túi vải lanh, trong túi đựng một cái lọ. Đó là quà của ông Xín gửi đến cho Mã đoàn trưởng. Từ sáng hôm qua, nghe con trai của Vân bàn nhau sẽ sang bên ấy thực hiện một kế hoạch của Sở Chỉ huy Trường Sơn. Ông Xín đã đi bẫy được một con bìm bịp. Ông đưa về ngâm rượu hơ mông. Ông Xín nói, thằng Mã mê cái món rượu này. Ngày hắn sang làm đường, hắn đã ngồi uống tứ rượu này với ông. Hắn còn nhớ, và cũng chính nhờ cái ấy mà đã tạo ra được thuận lợi này đây. Ông Xín hạ giọng. Ông nói với Dín, mình mất một vốc nước được cả một suối đầy, cứ đưa cho hắn để hắn tin. Hai người luôn khe núi đi thẳng. Bọn lính Trung Quốc gian trận trên các mỏm đồi. Chúng còn lấn chiếm sang đất ta. Chúng chiếu ống dòm nhìn sang. Chúng đã nhìn thấy hai người dân đi về phía chúng. Chúng đứng lố nhố bên bờ hào. Những mũi súng của chúng đều chĩa về phía hai người. Vân và Dín vẫn đi thẳng. Rồi hai người bắt đầu dương ô lên. Đến chân đồi, tổ phục kích của chúng xông ra hét, "Chàn trô, chàn trô." Vân và Dín dừng lại. Hai người giơ cao cán ô lên cho chúng nhìn. Chúng nhận rõ ở cán ô có 3 viền vàng, và viền ở giữa không khít vòng trong của cán. Chúng nhìn xuống cổ bít tất của hai người. Cổ trắng nhô cao ra ngoài ống quần, và tay trái hai người có vòng chỉ đen buộc. Chúng cười với nhau. Chúng cười với hai người. "Háo, háo." Bọn lính bắt tay hai người rồi dẫn họ lên đồi. Theo yêu cầu của Vân và Dín, bọn lính đưa hai anh về đồn biên phòng Xín Tiền. Trong phòng khách, nơi mà Vân và Dín được tiếp hôm sang học để làm cán bộ cơ sở của khu tự trị, Mã Dín lần tiếp hai người. Vân và Dín ngồi vào chiếc ghế bành. Thuốc lá Trung Hoa Bài, rượu Mai Đào được bày ra. Vân nhìn Mã vẻ kính trọng. "Thưa Mã đoàn trưởng, ông Ma Quang Xín gửi qua biếu đến Mã đoàn trưởng." Vân trao lọ rượu cho Mã. Mã nhìn thấy con bì bịp đỏ tươi, lưỡi le dài, hai mắt trợn trừng nhìn Mã. Đôi mắt Mã cũng sáng lên. Mã cười nhăn nhở. "Ôi, ông già hơm mông tốt quá. Ông có khỏe không?" "Bố tôi vẫn đi làm nương đều, vẫn còn sáng đôi mắt để hàng ngày nhìn về Tổ quốc." Dín nói tiếp, "Thưa Mã đoàn trưởng, những bản làng bên ấy, người Hơ Mông, người Dao, người Giấy đều hướng về phía Tổ quốc, đều hướng về phía đại quân ta." "Háo, háo." Mã ra hiệu cho Dín nói tiếp. "Những việc mà Mã đoàn trưởng giao, chúng tôi đã làm tốt. Hiện nay ở bên ấy, các tuyến bố phòng của bộ đội Việt Nam đã dồn lên dày đặc hơn trước nhiều." Mã trố mắt nhìn Dín, rồi hắn đập nhẹ tay xuống cạnh bàn, ra hiệu cho Dín ngưng lời. Mã lật đật chạy vào trong nhà. Lát sau Vương Thiệu Quân cùng đi ra. Vương bắt tay chào hai người, ra hiệu cho Dín nói tiếp. Dín nói chậm rãi, tự tin. "Bộ đội Việt Nam đang đi vào các bản để nắm dân. Bởi vậy, theo chúng tôi nghĩ, ta phải lọc những người Hoa ở lại bên ấy, tức là những người không nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, về bên này. Những người ấy đã theo Việt Nam. Họ đã giúp Việt Nam chống lại đại quân, chống lại Tổ quốc. Trong lần đại quân tiến sang quật Việt Nam để giữ vững biên cương vừa qua, những người ấy ta phải trừ khử để trừ hậu họa." Vương và Mã ngồi nghe. Cả hai đứa cùng gật đầu. "Các bạn có biết chắc tên, người và việc họ làm phản lại Tổ quốc không?" Có biết chắc. chúng tôi mới nói vậy. Các bạn nói rõ hơn đi. Như tên Xì Xám Màu chẳng hạn, hắn làm cán bộ huyện cho Việt Nam. Trong lúc quân của Tổ quốc tiến sang, Màu đã dẫn dân Bản Mía Ngọt chạy tránh quân của Tổ quốc. Màu giúp Việt Nam chuyển các kho tàng sơ tán vào rừng. Màu đưa bầy gà, bầy lợn của hắn đã nuôi cho bộ đội Việt Nam ăn. Màu còn ra lời kêu gọi dân Hơ Mông, dân Dao đoàn kết giúp bộ đội Việt Nam đánh lại quân của Tổ quốc. Hiện Màu đã về Bản Mía Ngọt. Màu dẫn dân bản về theo. Màu kêu gọi dân làm nương, làm rẫy, kêu gọi dân đào hầm, khoan súng, làm nỏ, tập luyện để sẵn sàng chống quân của Tổ quốc, sang dạy cho Việt Nam bài học lần thứ hai. Màu còn vạch tội ác của quân giải phóng ta. Tôi và anh Vân đây đã định khử tên Xì Xám Màu phản bội Tổ quốc. Dín gằn giọng như để trút hết sự căm giận của mình. Mã liếc nhìn Vương, cả hai đứa mỉm cười. Tổ quốc hoan nghênh và khen ngợi tấm lòng vì nước Trung Hoa vĩ đại của hai anh. Nhưng Vương ngần ngừ. Hắn dập tàn thuốc lá trong hai ngón tay ám khói vàng khẻ, như phân vân, như đắn đo có nên nói một điều gì đó cho hai người biết. Rồi Vương mỉm cười hạ giọng nói với hai người. Đáng lý tôi chưa được phép nói ra điều này, vì đó thuộc về quyền của cấp trên. Tôi phải xin chỉ thị. Hắn hất hàm về phía Bắc Kinh. Nhưng nếu không nói ra, hoặc chậm nói ra cho các bạn biết, sẽ dễ xảy ra điều nguy hại đến việc lớn cho Tổ quốc. Bởi thế tôi buộc phải nói. Hắn cười nhạt. Hắn vứt cả điếu thuốc lá đang cháy dở vào gạt tàn, rồi thong thả đánh diêm chầm điếu khác. Hắn hít một hơi thật dài và ngửa mặt ra nhả từng vòng khói. Sự im lặng chờ đợi bao trùm lên không khí trong gian phòng như tăng thêm vẻ quan trọng. Ông Xì Xám Màu là người của ta, nhưng nói đúng hơn là người. Hắn lại hất hàm về phía Bắc Kinh, như muốn nói tên Màu là người của phía đó, là cấp trên của các anh sau này. Giờ thì anh biết ông ta là thế nào rồi chứ. Các anh chỉ có trách nhiệm bảo vệ ông ta. Việc này các anh chỉ nên biết đến thế thôi. Nếu để người thứ ba biết nữa, anh phải gánh chịu trách nhiệm. Hắn nắm tay đập mạnh xuống bàn vẻ đe dọa. Vân gật đầu, Dín gật đầu. Cả hai đều cười rạng rỡ. May quá, nếu ông không cho biết sớm, chúng tôi sẽ giết ông Màu. Thật là may. Vương rót rượu mời hai anh uống. Vân bưng chén rượu, anh thầm nghĩ. Thế là một con bài đã lật ngửa. Một tên nguy hiểm của chúng cài cắm lại lâu nay ở vùng biên giới này đã lộ mặt. Miếng võ hiểm của chỉ huy trưởng Sơn rút dây thử xem có động, quả là hay. Còn một việc nữa, việc này các anh có thể biết được để giúp sức. Ta có một người bên ấy, anh ta là lái xe, là người Hoa, nhưng anh nhận là người Tây. Anh đó đang lái xe cho một cơ quan ở Việt Nam. Anh đó có trách nhiệm phải bắt cóc cho được một người Việt Nam mà bên này đã chỉ định. Anh đó đã có sẵn một cái còng khóa tay và một khẩu súng K59. Nếu anh đó bắt được người Việt Nam, sẽ liên lạc ngay với các anh. Các anh phải có trách nhiệm giúp đỡ anh ta đưa ngay người Việt Nam đó về bên này. Thưa hai thủ trưởng, còn việc lập đội Hồng quân, chúng tôi xin báo cáo. Ở bản Hương Quế của anh Dín và bản Nhung, người Dao của tôi, chúng tôi đã lập được một đội gồm 30 người. Họ đều một lòng tha thiết hướng về Tổ quốc, là mặt trời chiếu sáng. Họ đợi chờ quân của Tổ quốc tiến sang, và chỉ có đại quân mới đem lại hạnh phúc cho người Hơ Mông, người Dao. Nhưng thưa hai thủ trưởng, chúng tôi hiện nay không có đủ súng. Mã nhìn Vương, hai đứa như muốn hỏi nhau nên thế nào đây. Rồi Mã hỏi Vân một câu tưởng như không ăn nhập vào đâu cả. Từ bản Nhung của anh đến bản Ngàm đi mất bao lâu? Người Dao chúng tôi rẽ cây, lách núi, chỉ đi hết nửa buổi thôi. Hai anh uống rượu hút thuốc đi. Dín ít nói. Từ nãy tới giờ anh ngồi im. Bây giờ anh nhìn Mã, anh nói với Mã. Ở bản Hơ Mông tôi, nhiều người đã bằng lòng vào đội Hồng quân của chúng tôi. Nhà nào có người vào Hồng quân, khi Tổ quốc tiến sang, họ sẽ có một mảnh vải lanh trắng treo ở phía trên cửa ra vào. Nhưng họ muốn có khẩu súng tốt của Tổ quốc họ mới tin. Còn súng kíp họ làm được, nhưng họ không thích đâu. Được rồi, Mã vùng hai tay dứt khoát, một cử chỉ phóng túng. Tổ quốc Trung Hoa chúng ta không thiếu súng. Hai anh nhìn xuống đây. Mã trải tấm bản đồ vùng biên giới trên bàn. Hắn cúi xuống, hắn dùng ngón tay chỉ vị trí bản Cụt Papin của Dín, chỉ bản Nhung của Vân. Rồi Mã lướt ngón tay qua chỗ màu xanh lục. Đó là vùng rậm nối tới bản Ngàm, một bản gần con đường hữu nghị. Ngón tay vàng khè khói thuốc lá của Mã đứng lại ở nơi có đánh dấu đen ngòm hình tam giác. Mã nhấn mạnh ngón tay xuống đó, rồi nói với giọng kẻ cả: ở đây trước là hang Ngam. Hai anh nhìn kỹ hang đá đó sát bên đường. Khi làm đường, công binh chúng ta lấp cửa hang lại, đã xây một bức tường bằng đá giống như núi rồi phủ lên, thả dây leo lên nữa để ngăn đất lở xuống mặt đường. Các anh về bày đá lên, mở cửa hang ra mà lấy súng đạn. Ở đó có cả lương khô. Súng ở đó có 30 khẩu, bọc lớp mỡ dày. Các anh lau kỹ mới bắn được. Hôm sang bên ấy, chúng ta có tới thăm chỗ này. Bức tường đá vẫn còn nguyên. Các anh về truyền lời của chúng tôi, hỏi thăm anh em ta ở trong đội Hồng quân tiền phòng của vùng tự trị. Chúng tôi sẽ báo cáo lên trên việc làm quan trọng này. Các anh sẽ đón kế hoạch hoạt động cụ thể sau. Chúng tôi sẽ trực tiếp cho người chuyển sang. Tai Vân nghe, nhưng mắt anh để ý trên tấm bản đồ của Mã trải rộng. Vân thấy có nhiều chỗ đánh dấu màu đen hình tam giác. Vương Thiệu Quân quấn nhanh tấm bản đồ lại. Hắn nói với hai người giọng mơn trớn: đội Hồng quân của các anh có vinh dự là đội quân tiên phong, làm chủ cả vùng Hơ Mông đấy. Các anh sẽ là những vị chỉ huy. Ôi con chim gâu, con chim lầu trinh ở vùng Hơ Mông này bay cao lên được là nhờ đôi cánh rộng, hạ xuống được đều nhờ bộ đuôi dài. Đuôi và cánh của đội Hồng quân chúng tôi là Mã đoàn trưởng và Vương đồn trưởng đấy. Mã cười, Vương cũng cười. Cả hai đứa đều cười đắc chí trước lời nói đúng lúc của Dín. Vân cũng không ngờ lâu nay Dín ít nói, mà hôm nay anh lại nói được một câu hay và đúng lúc như vậy. Mã và Vương lại sai lính trong đồn làm một bữa cơm thịnh soạn thiết đãi hai người khách. Chúng đưa cho hai người quả cáp, chúng cho họ đèn pin, mì chính, đá lửa. Mã gửi cho ông Xín một bộ quần áo và chiếc máy thu thanh xiềng màu để ông nghe tiếng nói của Tổ quốc. Bữa tiệc lại có rượu mai đào, có ngỗng Bắc Kinh, vịt tần hạt sen, thịt bò, thịt lợn quay. Tối mịt, sương đầm hai mái tóc, rồi trăng giữa tuần ló lên, đỏ như mật mía canh. Mã và Vương mới để cho hai người cách quý sang bên kia biên giới. Chỉ huy trưởng Sơn ngồi trong cái lều bên nương suối. Trước mặt anh là dòng nước đầu mùa đã sáy lộn cuộn đỏ phù sa. Sơn chăm chú lắng nghe Vân và Dín nói. Hai người thuật lại tỉ mỉ chuyện đi gặp Mã và Vương. Về Sơn bắt tay khen ngợi chiến sĩ trinh sát trẻ. Sơn bắt tay khen ngợi người chiến sĩ dân quân Hơ Mông. Sầm tối, người các bản đi làm nương đã về hết. Rừng vắng lặng, mù mỏng như mưa nhẹ bay. Vân và Dín cầm dao đi về bản Hơ Mông. Sơn đi xuống chân núi. Một cuộc họp khẩn cấp giữa ban tham mưu, trinh sát biên phòng được triệu tập ngay. Kế hoạch chiến đấu được vạch gấp. Cuối buổi họp, chỉ huy trưởng Sơn đứng lên, giọng anh đanh gọn. Cái giọng biểu lộ nét cứng cỏi và kiên nghị của người xứ Nghệ. Anh hạ lệnh: trong ngày mai, đội trinh sát phải truy bắt ngay tên lái xe, tên Xì Xám Màu ở bản Mía Ngọt thì ta được rõ. Giặc nhằm cài cắm lâu dài tên này 5 ly ở vùng biên giới sung yếu. Tên này đã tạo được một vỏ bọc dày. Theo tôi, nó rất có thể dùng tên Màu phúc tra theo dõi những đứa, những cơ sở của nó cài cắm trong vùng đất của ta. Tên này rất nguy hiểm, nhưng nó chưa lộ mặt. Ta phải cao tay, phải bí mật bao vây nó, đơm nó đấy, nhằm biến nó thành con mồi trong lưới. Cũng trong ngày mai, một tiểu đội của đội cơ động biên phòng cải trang thành dân quân Hơ Mông đến khui hang đá ở bản Ngam để thu súng. Chiều nắng hơn, nắng chiều long lanh ngọn sóng nước đỏ. một con trâu bơi nhanh từ bờ sông phía Trung Quốc sang Việt Nam. Đài quan sát của dân quân Giấy, Bản San đã nhìn thấy. Anh chị em đã thấy trên lưng con trâu một người đàn ông cúi rạp mình. Một tay anh ta cầm đuôi, một tay nữa anh cầm roi vụt tới tấp vào lưng trâu. Rồi súng nổ, súng AK, súng trung liên từ các ngọn đồi có quân Trung Quốc đóng chớp lửa bay rào rào xuống mặt sông. Đạn tóe nước phía trái, phía phải, đạn bắn đuổi theo con trâu, đạn bay vun vút qua đầu trâu, đạn bay sang chạm vào vách đá bờ nam tóe lửa. Người đàn ông vẫn cúi rạp mình trên lưng trâu. Anh vẫn thúc con trâu bơi nhanh sang đến bờ nam. Anh không cho trâu lên bờ, anh vụt mạnh vào lưng trâu để bắt nó bơi trở lại bờ bắc. Xong, anh nằm vật xuống bờ sông. Đội quân dân Bản Giấy chạy xuống. Mọi người đã nhận ra ngay người đàn ông đó là Hoàng Áp Bản, xã đội phó Bản San này. Bản mặc cái quần dài rách nát và cái áo lanh có hàng cúc vải của người Hoa. Cổ tay Bản buộc một sợi dây chỉ đen. Bản ôm lấy mọi người. Anh khóc nức nở. Bản giơ hai cánh tay thâm bẩm lên. Bản giơ lưng đầy vết roi hẳn, và rõ ràng nhất là vết thừng trói ở cổ tay Bản. Hai cổ chân Bản vẫn còn cùm, còn rớm máu. Bản mếu máu. Bản giơ nắm tay chỉ về phía bên kia. Mặt anh đỏ ngầu. Anh nghiến răng lại. Tôi phải trả thù. Bản quay lại nói với mọi người. Nó đánh tôi, nó cùm tôi. Anh em nó độc ác. Nó đang còn giam nhiều người Giấy ta. Nó giết nhiều người Giấy ta rồi. Bà con Bản Giấy ơi, nếu có con rắn xanh biết gảy đàn, còn cá bống biết thổi kèn, thì cũng đừng ai nghe lời bọn giặc Trung Quốc. Mọi người nhìn Bản thương hại. Ai cũng mủi lòng. Đội dân quân dìu Bản về bản. Chị em chặt cây mía mòi cho Bản ăn để mau lại sức. Nhà Bản mấy tháng nay không có người ở. Ngày bọn giặc Trung Quốc đánh sang, chúng vào phá phách tanh bành. Khi chúng rút chạy, đội dân quân Bản Giấy lại sửa chữa cho Bản. Anh em lập cho Bản cái mái, đan cho Bản cái phên trúc, sửa cho Bản cái sàn tre phía trước, cái cửa gỗ ở phía sau. Vợ và hai con của Bản đã sang bên ấy từ giữa năm ngoái. Ngày đó Bản không sang, bởi Bản là người Giấy, vợ Bản là người Hoa. Bản làm xã đội phó của Bản San này. Bản không bỏ Bản Giấy theo vợ. Bản đã thường quên vợ nên ở lại. Hôm Bản lên nương, vợ Bản ở nhà vơ vét hết quần áo, lúa gạo, lợn gà, rồi kéo hai đứa con trai xuống bè về phía bên kia sông. Bên ấy mụ ta có ông chú là phó chủ tịch công xã. Bản về chỉ có cái nhà trống. Bản lặng khóc. Nước mắt anh giàn giụa như cơn mưa tháng 8. Bản chỉ còn như thở nửa hơi. Anh buồn như tiếng guồng quay buổi tối, buồn như tiếng nước tràn đêm mưa. Những đêm trăng xuống núi, sương mù phủ trắng ngọn mai. Tiếng con chim kêu âu sầu rên rỉ trong rừng xa lại càng làm cho Bản nhớ vợ, nhớ con. Lòng Bản như thắt thêm nhiều nút, buộc thêm nhiều đoạn. Rồi Bản thường ra đứng lặng lẽ ở bờ sông để nhìn sang. Nắng vô tư chiếu vào hình nước chảy. Nắng tỏa ngọn sông sâu. Chỉ có bầy cá lao xao vào bến. Thế rồi những ngày sau, bờ sông bên kia có bóng người. Một người đàn bà với hai đứa con nhỏ. Đó là vợ và hai đứa con của Bản. Hai đứa con anh cũng đã nhận ra anh. Nó vừa khóc vừa gọi tên bố. Vợ anh vẫy tay gọi anh sang. Vợ anh tung cái khăn lanh, cái khăn ngày cưới cho anh nhìn. Vợ anh mặc cái áo xanh viền đen bền nách, cái áo ngày cưới cho anh nhận ra. Bản vẫn im lặng. Hôm sau, từ lúc chân trời tỏ mờ cho đến lúc mây chiều xả dốc núi, Bản vẫn đứng bên sông. Bản gục xuống. Anh không ăn, không về nghỉ. Anh khóc. Anh gọi tên hai đứa con đến khản cả cổ. Anh vẫy áo trả lời vợ đến mỏi tay. Anh muốn chống mặt trời lại cho lâu lặn, để được đứng bên này sông nhìn thấy vợ, thấy con. Đến khi tối nhọn mặt người, bên kia sông tối mịt, anh mới ra về. Anh lại nằm vật xuống giường trong gian nhà trống trải. Đêm khuya, con chim lại kêu nỉ non, con cuốc kêu khắc khoải ngoài bờ khe. Đêm, lại đêm, tiếp đêm. Bản vẫn sống ở cảnh ấy. Bản chỉ chờ, nhìn rõ gò đất bên bờ sông bên kia, nhìn rõ chòm sậy trắng, rõ xóm khoai mon, là anh lại ra bờ sông. Phía bên ấy, vợ và hai con lại đang gọi anh, lại đang vẫy anh sang. Tiếng con anh lại khóc thảm thiết, tiếng vợ anh gọi ân tình. Nó gợi cho anh cảnh sống đầm ấm trong gian nhà những năm tháng qua. Nó tức dậy trong anh, nó cào cấu lòng anh. Bản như phát điên, rồi anh không cưỡng lại được. Bản từ bỏ tất cả. Bản ôm cây chuối, bơi sang bờ kia với vợ con. Nay Bản cưỡi trâu vượt sông, vượt làn đạn để trở về bản san. Người Bản đầy vết thâm bầm. Như thế ai cũng thương anh, càng thương anh, mọi người lại càng căm ghét bọn giặc Trung Quốc, gây nên cảnh tan nát cửa nhà. Bản nói với xã đội, nói với anh em dân quân, Bản muốn gặp ngay bộ đội biên phòng để báo cáo với anh em những việc quan trọng ở bên ấy. Chỉ huy trưởng khu biên phòng suy nghĩ về việc Bản vượt sông. Anh giao việc đó cho Hoàng Mai, một chiến sĩ trinh sát đã nhiều năm sống với bà con dân tộc Dáy. Sơn gọi Mai lên. Anh dự đoán các tình huống có thể xảy ra. Anh nói đến các nước đi quen thuộc trong những ván cờ gần đây mà kẻ thù hay lập lại. Sơn dặn Mai phải biết lòng ngoài nhưng rất chặt bên trong, bởi cái lạt dẻo buộc mới được chặt, và nước có lặng thì cá mới sủi tầm. Sơn bảo Hoàng Mai mang theo quả cáp, thuốc men, quần áo cho Bản dùng. Hoàng Mai đến gặp Bản ở ngay tại bản san. Bản ôm lấy Hoàng Mai khóc nức nở. Nước mắt anh thấm ướt ngực áo Hoàng Mai. Mai đỡ Bản xuống ngồi. Bản chỉ vào các vết thâm trên tay, trên mình cho Mai xem. Bản nói: chỉ vì tôi không biết nghe lời các anh khuyên, tôi nỡ bứt lá bưởi, nỡ cắt dây bầu. Tôi bỏ bản Dáy nên mới ra nông nỗi này. Anh Mai ơi, sang bên ấy tôi như chim mắc bẫy không gỡ ra được. Tôi bị bắt, tôi bị giam, phải chịu đánh đập. Chúng bảo tôi là người của các anh phải sang giỏ la. Tôi phải trốn ngục của nó mà về đây. May lắm, tí nữa thì tôi bỏ xác trên gần nước đỏ. Anh Bản à, giờ anh về đây là điều rất mừng. Tôi thay mặt cho đơn vị biên phòng đến thăm anh. Chúng tôi coi anh như người đã chiến thắng, đã lập công trở về. Tôi mang quà của đơn vị, mang thuốc men đến cho anh. Mai vừa nói, vừa mở túi lấy quà trao cho Bản. Đơn vị biên phòng và hợp tác xã sẽ chuyển tới anh số gạo để anh ăn cho đến ngày mùa, rồi sẽ mời anh đến đơn vị để đồng chí bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho anh. Nếu cần, chúng tôi sẽ đưa anh đi chữa bệnh. Anh Bản cứ yên lòng, xóm bản Dáy và chúng tôi sẽ giúp đỡ, đùm bọc anh như những ngày anh chưa sang bên ấy. Bản ngồi im, Bản lắng nghe Mai nói. Bản chăm chú lọc hết từng lời, từng ý để mong dò biết thái độ của Mai. Những ngày đó, Hoàng Mai ở lại cùng ăn ở với Bản để Bản đỡ trống trải trong gian nhà vắng. Bản đã kể cho Hoàng Mai biết những ngày Bản ở bên ấy, những ngày Bản bị tù đầy. Giọng anh đều đều, buồn buồn như tiếng cuồng nước quay đêm khuya. Bản nói, hiện anh không biết vợ con ở đâu, sống chết ra sao. Nhưng ngày anh mới sang, vợ anh đưa anh về ở trong nhà ông chú. Ông ấy là phó chủ tịch công xã. Anh chỉ ở với vợ con được 5 ngày, rồi công an Trung Quốc đến bắt anh đi. Anh kể chúng đánh anh, chúng treo anh lên sàn nhà, chúng giam anh ở chung với trại một số người chúng bắt ở bên này đưa về. Ở đó, Bản thấy có một chiến sĩ biên phòng tên là Sen. Sen là một anh chiến sĩ trinh sát bị Trung Quốc lèn sang bắt cóc. Bản kể nhiều về sự kiên cường của Sen. Sen đã ra hiệu cho Bản phải bền gan chịu đựng, đừng khai báo gì. Bản còn kể nhiều về tình hình bố phòng của địch ở bên ấy. Bản nói những trận địa pháo lớn đang chĩa nòng sang phía ta. Bản nói thấy xe tăng, thấy bộ đội Trung Quốc đang dồn lên Biên Hòa. Bản kể chuyện dân Trung Quốc phải ăn cháo. Mắt Bản đã nhìn thấy lính Trung Quốc chết nhiều. Chúng phải chất đống trong rừng rồi tưới xăng đốt. Bản còn kể dọc bờ sông bên kia nhiều cầu phao của giặc đã để sẵn. Chúng đang đổ móng, đổ bến phà, dòng mấy tháng trời, Bản bị giam trong ngục. Một hôm, Bản đi ra lấy cơm, nhìn thấy một người Giấy làm bếp, Bản đến làm quen. Vì cùng dân tộc, người Giấy rất thương, nhưng không dám giúp Bản vượt ngục. Người Giấy đó chỉ nói với Bản, anh ta sẽ dựng cho anh một cái thang ở đầu nhà, rồi đêm cứ đó mà trèo ra bờ sông. Bản ngồi trong bụi sậy, mãi đến trưa, chờ lúc nắng, trâu của công xã xuống sông đầm. Bản xông ra, cưỡi lên lưng một con, rồi bơi về. Mai hỏi Bản, sao phải đuổi trâu về phía bên ấy? Bản nói, là sợ vợ con của Bản đang sống ở công xã, bị liên lụy, phải đền con trâu. Bản kể lại mọi việc rất trơn tru, chặt chẽ, và ai đến thăm, ai hỏi, Bản cũng kể giống y như vậy, không có mấy chi tiết sai lệch nhau. Và dù có sai chút đỉnh đi nữa, cũng không có gì mâu thuẫn với nhau. Hoàng Mai nói với Bản là anh rất cảm ơn Bản đã cung cấp cho những tin quan trọng về tình hình địch, tin tức về đồng chí Sen. Mai sẽ báo ngay những tin đó lên cấp trên. Hết phần 13.